Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1 chúng ta luyện đọc bài vần em, ép tuần 21 sách giáo khoa trang 102, 103. Trong bài ngày hôm nay thì các con sẽ luyện đọc để các con có thể phát âm đúng các cái vần có âm cuối m và âm cuối p. Các cái tiếng từ có chứa các cái vần chúng ta mới học. Các con đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đây các con sẽ nghe cô phát âm các vần và đọc mẫu cho các con sách giáo khoa trang 102. Em, âm chính e, âm cuối m. F, e, p, f, âm chính e, âm cuối p. Em, e, m, em, âm chính e, âm cuối m. F, e, p, f, âm chính e, âm cuối p. Các con lưu ý khi phát âm thì các con sẽ phát âm cho nó rõ cái vần có âm e và âm e. Chúng ta không cố gắng là đã không phát âm nó lái sang âm y ha. Bây giờ các con nghe cô phát âm lại các cái vần này để các con có thể là phát âm cho nó đúng nhá. Em khi phát âm môi của các con mím lại. Em F em F. Rồi. Các con tiếp tục nghe cô phát âm các cái tiếng từ tiếp theo. Nem, nép. Đèm, đẹp. Xem, xẹp. Nền, nếp. Tem, thư. Nệm, mút. Cá, chép. Bếp, ga. Anh, em, như thể tay, chân. Các con cố gắng chúng ta luyện đọc nhiều lần để các con có thể đọc trơn được bài trong trang 102. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc sách giáo khoa trang 103. Các con cũng luyện đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Các con nghe cô đọc mẫu một lần. Gán, ghép. Kèm, cặp. Kẹp, chả. Kem, que. Thi, chân, sạch. Xỉa, cá, mè. Đè, cá, chép. Chân nào đẹp thì ăn chả nem. Chân nhỏ nhem phải đi rửa sạch. Nếm, mật, nằm, gai. Các con lưu ý là khi các con đọc thì các con có thể là đọc đánh vần cho tới khi nào mà các con đã nhớ được các cái vần và các tiếng thì các con đọc trơn. Và khi các con đã đọc trơn được rồi có nghĩa là các con đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong bài ngày hôm nay rồi đấy. Chúc các con là chăm chỉ luyện đọc nhiều để các con có thể là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.